Rồi ok, shop bảo thuật Windy xin chào các bạn. Thì hôm nay thì shop sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm găng boxing cũng như là cái băng quấn tay boxing của một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng trong cái giới võ thuật. Đó. Đây, đó là một cặp găng boxing BN. Đó, và găng băng quấn tay BN. Đó, hiện tại bên mình shop bên mình đang khuyến mãi combo, khi các bạn mua một viên combo này thì giá của combo của băng quấn tay và BN này chỉ có 590.000, giá hiện tại bên shop đang bán cái combo thời điểm các bạn đang xem video đó. Nhưng mà sau một thời gian nữa thì giá có thể chênh lệch, thì các bạn có thể lúc đó mình sẽ báo giá lại cho các bạn đó. Ok, đây bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào một cái dòng sản phẩm này. Bây giờ mình có lẽ có thể mình sẽ đeo luôn cho các bạn. Găng BN này nó sẽ có 4 size, size 6OZ, 8OZ, 10OZ và 12OZ, tùy theo vào cái kích cỡ tay cũng như là chiều cao cân nặng của các bạn. Đó. Đối với mình thì mình sẽ đeo được cái tay của mình đây các bạn. Mình có thể đeo được size 10OZ và size 12OZ luôn. Đối với size 10 với size 12 nó không chênh lệch quá nhiều. Đó. Size 10. Rồi mình thắng nhận ra mình đeo được. Rồi, ok. Đây. Này là size 10OZ mình đeo này các bạn. Đó. Size 10OZ này là màu đỏ. Bên shop thì có rất là nhiều màu. Bên găng BN này, đối với găng BN này là có rất là nhiều màu. Đó là màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Đó, và màu cam. Đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó. Đây các bạn, này là găng Oxide BN. Da của nó là da BU cao cấp. À, BU cao cấp rất là chắc. Ok. Đó, rất là êm tay. Đó, và size 10OZ sẽ vừa tay mình. Đó, vừa khít tay, và size 12OZ nó sẽ ra một xíu nhưng mà của mình mang vẫn ok. Đó. Và khi các bạn đeo với găng boxing thì các bạn sẽ để cho các bạn thứ nhất là bảo vệ được cái cổ tay các bạn. Thứ hai là giúp cho cái găng tay của chúng ta nó được không bị hôi. Đó thì các bạn sẽ sử dụng băng quấn tay. Đây là ba cái mẫu, ba cái loại băng quấn tay, ba màu, màu đỏ, màu xanh và màu đen. Đó là ba màu của BN. Đó, mình sẽ bán combo cùng một loại cho các bạn luôn. Đây là màu đen, mình lấy màu đen đây cho các bạn xem. Nghiêu cái combo cùng một loại của BN luôn. Đó, cùng một hãng luôn, chính hãng BN. Đây là loại 5m băng quấn tay. Đó. Khi các bạn đeo găng tay thì các bạn sẽ đeo cái băng quấn tay này vào. Tùy bạn, các bạn thích đeo, các bạn không thích đeo tùy, nhưng mà mình khuyên các bạn nên đeo băng quấn tay vào để nó là giúp cho bạn cái cổ tay cũng như là cái những cái khớp tay của các bạn nó sẽ bảo vệ được, nó đóng thành một khớp bảo vệ, một khối nó bảo vệ để giúp cho cái tay của bạn khi mà bạn tấn công vào đối phương hoặc là bàn tập của chúng ta hoặc là bao cát tác động một cái lực mạnh thì chúng ta sẽ không bị chấn thương. Đó. Và cái ưu điểm thứ hai nó sẽ giúp cho cái tay của chúng ta không bị mồ hôi, mà nó, mồ hôi nó ra thì nó sẽ thấm vào trong cái băng quấn tay này. Đó. Và nó sẽ không bị tích động cái mồ hôi ở trong cái găng tay, nó sẽ không làm mồ hôi găng tay của chúng ta nó được thoáng mát hơn, nó không có bị hôi. Đó là cái mình khuyên các bạn nên sử dụng cái băng quấn tay này để chúng ta đeo khi chúng ta tập với băng tay. Đó, còn tùy vào các bạn thích đeo thì các bạn không thích đeo thì các bạn lúc đó các bạn có thể tập khó mà các bạn có thể tập mạnh được. Đó, ok. Rồi, bây giờ cái màu hồi nãy mình có nói các bạn là màu đen, màu đỏ, màu đỏ, màu xanh và màu trắng. Đây bây giờ đó mình khui ra cho các bạn xem luôn. Đây là màu xanh. Đó, màu xanh đen và cái tiếp theo đó là màu trắng. Trắng đen. Đối với cái găng BN. Cái găng tay BN này là một cái thương hiệu mà mình cảm giác rất là ok cho những cái bạn tầm trung, các bạn muốn sở hữu một sản phẩm tầm trung để các bạn tập luyện. Đó, cái giá bán lẻ của cái cặp găng này là 420.000 hiện tại, cái giá hiện tại mình đang quay video. Đó, còn cái mình bán luôn cái combo với băng quấn tay thì băng quấn tay loại 5m nha các bạn. Đó, là 590.000. Còn với băng quấn tay 3m thì 550.000. Đó, ok. Đó là cái sản phẩm mà mình đang giới thiệu hôm nay. Thì các bạn nào muốn biết thêm những cái sản phẩm khác của bên mình đang cung cấp là những gì thì các bạn có thể vào shopvõthuatwindy.com để các bạn tìm hiểu cái sản phẩm bên mình đang cung cấp. Có rất là nhiều cái sản phẩm bên mình cung cấp ở trên đó. Hình ảnh có, video có, chi tiết sản phẩm có, và những cái video hướng dẫn các bạn tập luyện cũng có, những
video hướng dẫn các bạn cách lắp ráp cũng có, cái gì cũng có trên đó. Các bạn cứ vào shop võ thuật vindy.com thì các bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình cũng mong một ngày nào đó mình sẽ gặp các bạn để mình được tư vấn rõ hơn cho các bạn nữa. Rồi, chào tạm biệt.